Xin chào các bạn, lại là mình tóm tắt phim khờ đây. Các bạn nghĩ sao về vấn đề ngoại tình? Đa phần những người trong cuộc thường có lý lẽ của riêng họ, vì thiếu thốn tình cảm hoặc vì không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một việc trái với luân thường đạo lý và thậm chí nó còn để lại những hậu quả không mấy tốt đẹp. Bộ phim hôm nay là câu chuyện ngoại tình nổi tiếng của Hàn Quốc mang tên Lưu Luyến. Cả hai đều có gia đình riêng nhưng vẫn lén lút qua lại sau lưng. Hãy cùng mình đón xem kết quả của mối tình vụng trộm này sẽ như thế nào nhé. Nữ chính Gahi đang là giáo viên của một trường múa ba lê nổi tiếng. Mà đã là giáo viên dạy múa thì chắc chắn phải sở hữu một thân hình nóng bỏng, đường cong quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn, không những thế còn có một gương mặt vạn người mê, một nét đẹp dịu dàng và thu hút. Trên gương mặt của Gahi lúc nào cũng là vẻ ảm đạm u sầu, điều này càng làm cho người khác phải tò mò về cô. Hóa ra mẹ cô bị mắc bệnh nặng, cần một số tiền rất lớn để phẫu thuật và hỗ trợ điều trị. Một cô gái yêu đuối với đồng lương ít ỏi của người giáo viên, Gahi phải làm sao mới có thể xoay sở được số tiền lớn như vậy? Gahi không chỉ xinh đẹp mà cô còn là một người con hiếu thảo, vì sự sống của mẹ mà cô đã hy sinh hạnh phúc đời mình cô quyết định cưới một người đàn ông có thể giúp cô giải quyết mọi chi phí cuộc sống hôn nhân của gahi lại không hề hạnh phúc người chồng coi cô như một món hàng mà mình đã bỏ tiền ra mua về khi đi gặp đối tác anh ta thường xuyên mang gahi đi theo coi cô như một chai dầu để bôi trơn cho công việc kinh doanh của anh ta vì gahi xinh đẹp như này thì ai nhìn mà không mê cho được lúc ở nhà thì phải nấu cơm giặt quần áo phục vụ cho chồng và cả em chồng người ta nói không sai giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng đứa em chồng của gahi ở nhà không coi ai ra gì luôn sai cô làm cái này làm cái kia trong khi bản thân vô cùng nhàn rỗi có lẽ nào chồng Gahi có vấn đề về mặt sinh lý thì mới phất lờ một người phụ nữ quyến rũ như này anh ta chưa một lần muốn giao lưu với cơ thể của Gahi. cuộc sống của Gahi có lẽ cứ thế ảm đạm trôi đi nếu như định mệnh không cho cô gặp được nam chính một lần sau khi tan làm Gahi đến một hiệu sách ở đây cô đã gặp song min anh chàng này hiện đang làm quản lý của tiệm sách song min là một người đàn ông điển trai đã có gia đình không những vậy anh còn có một cô con gái lớn xinh đẹp vợ anh tuy cũng đã có tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp hiếm có của người phụ nữ cuộc sống về cơ bản là hạnh phúc trọn vẹn nhưng đã là đàn ông nên Song Min mắc phải chứng bệnh chán cơm thèm phở. Song Min gặp được Gahi giống như vớ được bát phở bò đặc biệt. Sau lần đầu gặp mặt đó, anh đã bị thu hút bởi gương mặt mang chút u buồn của Gahi, cả ngày cứ ngẩn ngơ trong đầu thì toàn là hình bóng của cô. Mấy ngày sau, Gahi lại ghé qua hiệu sách, Song Min dù sao cũng là người có kinh nghiệm để nói về cách gây ấn tượng với gái, chắc anh cũng viết được thành cuốn sách nhìn trang ấy chứ. Lần này anh đã lấy hết dũng khí đi đến gần Gahi, lúc này bông tai mà mẹ Gai In để lại cho cô bị rơi mất, Song Min liền xuất hiện ngồi xổm xuống tìm giúp cô khoảng cách giữa hai người đã ngày càng gần bất giác lúc này ánh mắt hai người lại chạm vào nhau thế là song min giật mình ngã ngửa ra đằng sau cuối cùng anh cũng nhận được cái nắm tay từ gahi cứ như vậy mối quan hệ của cả hai bắt đầu có những tiến triển tốt đẹp ngày hôm sau khi đang dọn dẹp tiệm sách song min nhặt được một đôi bông tai chắc chắn là của gahi rồi anh mỉm cười mừng như mở cờ trong bụng vậy nước đi đầu tiên đã đến anh lấy lý do đến trà bông tai tìm gặp gahi ở lớp dạy múa hai người vừa uống trà trò chuyện vui vẻ vừa gọt hoa quả cho nhau ăn gahi không cẩn thận bị dao cắt vào ngón tay Song Min thấy vậy liền cúi xuống cầm lấy tay cô và dùng miệng cầm máu, cao thủ không bằng tranh thủ, Song Min liều mình nhân lúc Gahi không chú ý hôn cô một cái, Gahi bị bất ngờ bởi sự táo bạo của Song Min, tát cho anh một cái tỉnh ngộ. Sau ngày hôm đó Song Min cảm thấy như đang bị thất tình, lúc nào cũng tỏ ra vô cùng buồn giàu. anh có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ rằng Gahi sẽ đến tìm anh, nhưng người tính không bằng trời tính, Gahi tuy là người phụ nữ đã có gia đình, nhưng lại chưa bao giờ nhận được sự quan tâm chăm sóc từ chồng, vậy mà bây giờ lại có người đối xử tốt với cô, nên cô ấy quyết định sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tối hôm đó, Gahi chủ động tìm gặp Song Min và chuyện gì đến cũng phải đến. Sau bài kiểm tra sinh lý với Song Min, Gahi đã thực sự yêu anh rồi và từ đây câu chuyện ngoại tình của cả hai chính thức bắt đầu. Sau khi được ăn phở tinh thần của Gahi, Song Min cảm thấy trong lòng có chút áy náy nên đã mua đồ về cho hai mẹ con. Cô con gái của Song Min thấy biểu hiện bất thường của bố nên trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ. Cô nói với mẹ những suy đoán của mình về bố. Tuy nhiên bà mẹ thì một mực tin tưởng người chồng đã chung sống bao năm, tin thì có tin, nhưng linh cảm của người phụ nữ đã mách bảo cô phải cẩn thận kiểm tra điện thoại của chồng tối hôm ấy đợi sau khi song min đã ngủ say giấc cô lén lút mở điện thoại của chồng mình lên nhưng không ngờ rằng anh ta đã thay đổi mật khẩu rồi mọi chuyện không cần nói cũng đã rõ cô chỉ cười nhẹ một nụ cười chứa đầy sự thất vọng hôm sau song min lấy lý do là đi leo núi cùng với bạn nhưng thực chất là lấy cớ để đi hẹn hò với gahi vừa thấy ánh mắt song min nhìn cô gái này đám bạn kia đã hiểu được mối quan hệ giữa hai người bữa tối trò chuyện vui vẻ với đầy rượu và thịt cặp đôi kia trên bàn ăn không ngại ngần mà trao nhau nụ hôn thắm thiết khiến cho gahi và song min càng cảm thấy dạo rực không thôi sau khi tiệc đã tàn thì việc nhà nào nhà ấy làm đôi bạn của song min cũng về phòng tự hành xử chỉ còn gahi và song min ở lại bên bữa tiệc bọn họ đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc ngày sau đấy mẹ gahi qua đời song min bồn chồn lo lắng vì không thể liên lạc được với gahi anh ấy ra đi vào rồi cũng lấy hết dũng khí tìm đến đám tang lễ trùng hợp gặp gahi và chồng cô ở cùng trong thang máy mặc dù cả hai đang đứng đằng sau chồng của gahi song min vậy mà còn dám cầm tay cô ấy khi hai bàn tay chạm vào nhau cảm giác kích thích càng dâng lên đợi khi chồng cô ra khỏi thang máy Cả Gahi và Song Min lại hôn nhau thảm thiết, không chịu được cơn thèm khát của cơ thể. Ngay lúc đấy cả hai đã cùng nhau vào nhà vệ sinh, thỏa mãn cơn nghiện tình dục đang sôi sục trong người. Đang lên cao trào thì có người đi vào làm gián đoạn công chuyện của họ. Xong chuyện cả hai quay lại đám tang. Song Min đến thắp một nén hương rồi ra về. Gahi buồn rầu ngồi thất thần trong đám tang mẹ mình. Không lâu sau đó, Gahi phát hiện ra mình đã có em bé. Cô gọi Song Min đến và thông báo cho anh tin tốt này. Nhưng sao vẻ mặt Song Min lại chả có chút gì vui mừng, điều vốn có của một người đàn ông khi biết tin mình sắp làm cha chứ nhỉ? Gahi đưa chìa khóa phòng mình cho Song Min, nói rằng mình đã thuê một phòng riêng ở ngoài và sẽ ly hôn chồng sớm thôi, còn nói rằng bản thân mình không cần danh phận, chỉ cần anh thường xuyên đến thăm và chăm sóc mẹ con cô. Cũng thời gian này, chồng Gahi thấy được những biểu hiện lạ của cô nên đã ngầm thuê thám tử điều tra vợ của mình, phát hiện ra vợ ngoại tình cùng với người đàn ông hôm đấy ở trong thang máy, ông ta vô cùng tức giận và định rằng sẽ xử lý cả hai. Hôm sau cửa hàng sách của Song Min được dán đầy chứng cứ ngoại tình của anh, cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra, tất cả mọi người đã biết được quan hệ bất chính giữa hai người vợ song min khi biết được tin đã đến ngay cửa hàng tìm gặp chồng cô cũng đã chuẩn bị được sẵn tâm lý từ trước như là chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi vậy người vợ chỉ vì nghĩ cho cô con gái cô sợ con bé sẽ tổn thương đến nhường nào khi biết được chuyện này con bé sẽ thế nào khi mà bạn bè chế nhạo nó và muốn con lớn lên có đầy đủ cha mẹ ở bên cô quyết định cho anh thêm một cơ hội nhưng lúc này song min đã yêu sâu đậm ga hi mất rồi bạn anh khuyên anh là nên dừng lại thôi dù sao thì cũng không nên bỏ vợ con như vậy được nhưng anh vẫn trầm tư không nói câu gì có lẽ song min đã có lựa chọn cho chính bản thân mình rồi hôm sau anh tìm đến tận trường của con gái mình sau đó được con bé đi ăn món bánh mà nó thích sự ngây thơ vui vẻ hồn nhiên của con bé làm anh thấy hổ thẹn trong lòng và nói rằng thời gian tới anh phải đi xa mong con bé có thể tự lập về phía gahi chồng cô vẫn muốn có cô bên cạnh rót rượu tiếp khách giúp mình ở trong những bữa ăn với đối tác làm ăn trên đường về nhà sau bữa ăn gặp khách hàng chồng cô đã nói ra việc cô ngoại tình với song min cả việc hắn đã cho anh ta một bài học hắn sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cô với điều kiện cô phải dừng ngay mối quan hệ này lại mẹ gahi mất rồi cô đâu còn lý do gì để phải chịu sự không chế của người đàn ông này nữa Gahi đòi xuống xe và quyết định rời đi lúc này khi cô trở về căn phòng mình thuê thì thấy song min cũng đang ở đó chờ cô về đêm đó đôi nhân tình này đã có một buổi tối mặn nồng tỉnh dậy trong vòng tay nhau hai người họ mỉm cười trong hạnh phúc và quyết định sẽ bỏ trốn cùng nhau đi về nơi mà chỉ có riêng họ thật không may chuyến xe hôm đấy lại không mang tên hạnh phúc cả hai đã gặp tai nạn nghiêm trọng song min không qua khỏi còn Gahi cùng đứa con trong bụng thì vượt qua được thần chết một năm sau vào đúng ngày rỗ của song min kahi đưa con tới viếng thăm bộ phim đến đây là hết rồi không có cái happy ending nào ở đây cả là kết quả của một mối tình đúng người sai thời điểm có sự ngông cuồng bất chấp và liều lĩnh các bạn nghĩ sao về bộ phim này hãy cho mình xin ý kiến nhé